mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông 57 tuổi bị thương nặng vùng cổ, máu phun ồ ạt, cơ hội sống chỉ còn một nửa. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ để cấp cứu bệnh nhân. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả Quảng Ninh, bệnh nhân B được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, đa chấn thương, sốc mất máu do vết thương phức tạp vùng cổ, làm mất đoạn tĩnh mạch cảnh trong, kèm nhiều vết thương vùng đầu, mặt cổ. Sau khi được sơ cứu, ông được chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Nhận định đây là cấp cứu tối khẩn, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, chuyển thẳng bệnh nhân vào phòng mổ. Thầy thuốc 5 chuyên khoa lập tức được huy động cùng cứu bệnh nhân. Kíp mổ do bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Việt Hùng, trưởng khoa ngoại và cộng sự tiến hành. Vùng cổ phải của bệnh nhân có vết thương dài 15cm, phun máu ồ ạt. Bác sĩ phát hiện vết thương mất một đoạn tĩnh mạch cảnh trong, xuyên sâu đến cột sống cổ, tổn thương động mạch đốt sống. May mắn là không bị tổn thương động mạch cảnh. Sau 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, 2,5 lít máu được truyền bổ sung, bác sĩ khâu ghép nối lại tĩnh mạch cảnh trong, thay đoạn mạch cảnh bị mất bằng đoạn mạch tự thân được quấn tạo hình từ tĩnh mạch hiển chân trái. Theo các bác sĩ, việc này dù gây khó khăn phức tạp hơn cho thể thuốc nhưng lại tránh được việc dùng thuốc chống đông do bệnh nhân có xuất huyết não kèm theo. Ca mổ đã diễn ra thành công, các điểm chảy máu được cầm, mạch ghép lưu thông tốt, bệnh nhân được chuyển khoa hồi sức tiếp tục điều trị. Các tổn thương sọ não, cột sống cổ sau khi chụp cắt lớp vi tính kiểm tra đã được khám chuyên khoa sâu và chỉ định điều trị bảo tồn. Ngày 24 tháng 5, bệnh nhân tỉnh táo, rút ống thở, vết mổ khô, mạch cổ đập tốt và nói chuyện được.